em sẽ quay cho cả nhà video bao đất ở An Hòa, Tam Dương. Hôm nay bắt đầu mở bán. Đây, ô đất này là diện tích là 121m², mặt tiền 6m. Và ô đất hai mặt tiền này diện tích là 150m². Đấy. Giá thì dao động từ 600 triệu đến 750 triệu một ô. Ô này thì đẹp nhất, ô này hai mặt tiền diện tích 50m² này. Đây. Chỗ này là chợ Cóc An Hòa. Đây cả nhà nhìn này. Đấy, cả nhà buôn bán không? Đấy là chợ Cóc. Chợ Cóc của An Hòa. Đấy, chợ Cóc của thôn. Đây là rửa xe bơm vá của cái bác này, bác đã rửa xe đạp này. Đấy. Đất này được cái ở đấy rất là tiện lợi. Đấy, nó gần chợ, gần quốc lộ 2C. Quốc lộ 2C khoảng 200m là ra đến quốc lộ 2C. Đấy. Còn một ô đất ở trong này nữa. Ô đất ở trong này thì diện tích là 100m². Nhá. Đỏ đây. Ô đất phía bên này. Đây. Anh em đang đo đất đây. Ô này. Ô này 100m² nữa. Mặt tiền mấy mét anh? Mặt tiền 7m à? Đấy. Ô này là mặt tiền 7m cả nhà. An Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Ô này xây nhà đẹp, mặt tiền 7m. Đường to. Trong này còn mấy nhà nữa. Đó. Có lô gấp. Cả nhà mua đất thì liên hệ cho em nhé. 0835416888. Mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận được video mới mỗi ngày từ kênh chăm sóc mẹ và trẻ em nhé. Ô đất này rất là đẹp, thổ cư 100m² mỗi ô. Ô góc phải đẹp nhất này, xây nhà cực đẹp luôn, hay gần chợ Cóc.